Khá khen cho đội ngũ design của Bleacher Report, một chuyên trang danh tiếng bóng đá thế giới thường có những ý tưởng rất độc lạ trong đồ họa để khuấy động và viral hơn nữa bóng đá trong thời đại có nhiều sự cạnh tranh đến từ âm nhạc, phim ảnh hay eSports này. Bộ ảnh mà họ đăng tải chiều qua ngay sau lễ bốc thăm của vòng tứ kết UEFA Champions League là một ví dụ. Lần này họ cho các ngôi sao túc cầu của chúng ta hóa thân thành những rocker thực thụ. Lấy cảm hứng từ đó, tôi thậm chí còn viết caption trên page bình luận viên Anh Quân News rằng: xin giới thiệu ca khúc Đường đến ngày vinh quang được trình bày bởi rock band top 8 của Champions League. Và nhân dịp nói về nhạc rock, hòa trong một sự kiện trọng đại của nền nhạc rock nước nhà là đêm chung kết Rock Việt vừa diễn ra vào tối qua, cũng xin mượn tên 2/3 đội trong chương trình để nói về cặp đấu chủ đề của video này, đó là Mãnh Hổ Gầm và Phượng Hoàng Lửa, để mệnh danh cho cặp đấu tâm điểm của vòng 1/8 Chelsea đối đầu với Real Madrid. Nhưng sao lại gọi Chelsea là hổ nhỉ? Logo của họ là sư tử cơ mà. Một chú blue nào đó sẽ có quyền thắc mắc như thế. Nhưng xin các bạn đừng giận vội, đó là một cách ví von về tham vọng của Chelsea ngay từ đầu mùa giải này. Thời khắc The Blue xuống tiền đưa Romelu Lukaku trở về mái nhà xưa cũng là lời khẳng định với cả thế giới rằng họ không chỉ muốn thách thức ngai vàng của Premier League mà còn muốn trở thành câu lạc bộ elite tiếp theo bảo vệ thành công trước vô địch Champions League. Đó là điều mà Chelsea của cách đây tròn 10 năm đã không thể làm được. Và cũng là bước tiếp theo biến họ thực sự trở thành một đế chế của bóng đá châu Âu, hệt như những gì mà chính Real Madrid đã làm trong thập kỷ trước. Nhưng vật đổi sao rời, chuyện Lukaku sa sút đã bất ngờ rồi, nhưng cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine gián tiếp khiến Chelsea phải đổi chủ thì thực sự là một vụ nổ theo đúng nghĩa đen. Nhưng không sao cả, giữa bao trùm những khó khăn và cấm đoán, tiếng gầm gừ từ tham vọng đầu mùa của họ đến giờ vẫn thật nhiệt huyết, oai vệ và chiếm được sự tôn trọng của tất cả mọi người. Chelsea đã đánh bại đại diện của Lyon, Lille trên sân khách lẫn sân nhà với tổng tỷ số 4-1 để góp mặt ở vòng bán kết này. Lá thăm may rủi chớ trêu thay đưa Chelsea đối mặt với hình mẫu đế chế mà họ muốn trở thành, Real Madrid. Nhưng Real giờ đây lại mang mác của một đội bóng đang chuyển giao. Lần gần nhất Los Blancos lên ngôi vô địch Champions League đã cách đây 4 năm. Sau khi chủ công Cristiano Ronaldo rời đi, họ có 2 lần liên tiếp bị loại ở vòng 1/8. Để rồi mùa giải trước, Real trở lại vòng bán kết nhưng lại thua tâm phục khẩu phục trước chính Chelsea. Mùa giải này, cho dù đứng đầu bảng D với khoảng cách điểm lớn so với nhì bảng Inter Milan, nhưng Real vẫn để lại nhiều mối nghi ngờ với màn trình diễn của mình, nhất là trận thua lịch sử trước gã tí hon Serif Tiraspol. Giáp mặt Paris Saint-Germain của bộ ba MNM ở vòng 1/8, họ thậm chí bị nhiều người đánh giá là cửa giấy, đã thua 0-1 ở lượt đi và thậm chí bị chọc thủng lưới trước ở trận lượt về. Thế nhưng đó hóa ra lại là bối cảnh thích hợp nhất, là cảnh trí hoành tráng để các nhạc công và vocal Karim Benzema của Real tỏa sáng ở mức rực rỡ nhất. Cú lộ ngược dòng khiến cả thế giới ngả mũ thán phục ấy của Real, cũng như một lời khẳng định rằng họ vẫn là một câu lạc bộ đầy đẳng cấp, vẫn là nhà vua từng vô địch giải đấu này nhiều nhất. Một câu lạc bộ sở hữu khí chất độc nhất vô nhị mà giờ đây, nếu tránh được thì không ai muốn đối đầu ở vòng knockout, bao gồm cả nhà đương kim vô địch của giải đấu, một con phượng hoàng lửa, nhưng chẳng hề vừa tái sinh mà chỉ ngủ quên và vừa nhắc nhở cho cả lục địa về ánh hào quang chói lọi của mình. Thế nên khi lá thăm của vòng tứ kết đưa Chelsea đối đầu Real Madrid đã có một chút tiếc nuối khi hai ứng viên phải sớm chạm trán, nhưng phần phấn khích lại lớn hơn rất nhiều, bất chấp việc trận lượt đi phải diễn ra trên sân không có khán giả vì những lệnh cấm mà chính phủ Anh đang phủ lên đầu sân Stamford Bridge. Những người trong cuộc đã phản ứng như thế nào trước cặp đấu này? Gặp Real là thử thách khó, và thử thách đó càng lớn khi chơi trận lượt đi với Real trên sân không có khán giả. Chelsea sắp phải đối mặt thử thách lớn, song cũng có nhiều sự phấn khích xoay quanh cặp đấu này. Chelsea gặp Real sẽ là trận đấu hấp dẫn, huấn luyện viên Tuchel trả lời họp báo tối qua. Ngoài ra ông khẳng định thêm Chelsea sẽ gặp bất lợi. Những trận đấu kiểu này là dành cho khán giả và các cổ động viên sẽ có tác động nhiều đến kết quả trận đấu. Tôi hy vọng các ông chủ Chelsea tìm ra giải pháp cho chuyện mở cửa, đón cổ động viên trở lại, dù cách này hay cách khác. Còn bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Carlo Ancelotti hẳn sẽ có nhiều cảm xúc khi gặp lại đội bóng mà mình từng dẫn dắt trong giai đoạn 2009-2011. Từng giúp họ giành chức vô địch Premier League mùa 2009-2010, FA Cup cũng như siêu cúp nước Anh cùng mùa giải. Tuy vậy không như Tuchel, chiến lược gia người Italia chưa đưa ra phát biểu của mình trước trận đấu này. Song lướt một vòng Internet, chúng ta lại thấy trang Football London giật dòng tít đáng chú ý như thế này. Ông Carlo Ancelotti thực ra đã nói cho Chelsea cách đánh bại Real Madrid. Ơ chuyện gì đã xảy ra thế? Click vào đọc, à thì ra đó là một phát ngôn cũ mà trang tin này cho rằng đã tiết lộ điểm yếu của đội bóng Hoàng gia. Cụ thể thì khi phát ngôn vào tuần trước, sau khi Real đánh bại Alaves với tỷ số 3-0 bằng cả 3 bàn thắng được ghi trong hiệp 2, huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã tỏ ra không hài lòng và yêu cầu đội bóng của mình phải thể hiện tốt hơn nữa trong giai đoạn đầu trận.
Chúng tôi đã nói với nhau về điều đó. Thực tế thì gần đây chúng tôi không bước vào các trận đấu với cường độ đủ tốt ngay từ đầu. Đó là điểm yếu mà chúng tôi mắc phải và hy vọng là Real có thể sửa chữa nó. Đừng vội chê cười Footballo đôn rằng phát biểu ấy đã trở nên cũ kỹ, bởi tất cả chúng ta đều thấy những gì mà Los Blancos đã thể hiện trong trận lượt về gặp Paris Saint-Germain. Họ thực sự chơi không hiệu quả trong những lúc đầu trận, bị đội khách chọc thủng lưới trước trong hiệp 1 và thậm chí chỉ có thể nóng máy khi hiệp 2 trôi đi thêm hơn 10 phút kể từ thời điểm mà đợt thay người đầu tiên với Camavinga và Rodrigo được tung vào sân. Chelsea vì vậy mà hoàn toàn có thể lưu ý về việc này để có được một cách tiếp cận phù hợp, dù tất nhiên chỉ riêng điều đó thì không phải là tất cả để quyết định cặp đấu, chỉ như thế thôi thì đơn giản quá. Tầm ảnh hưởng của Ancelotti ở Real cũng vậy, nó nhất quyết phải sâu sắc hơn nhiều, nhất là trong mùa giải này, mùa thứ hai mà ông trở lại sân Bernabeu, một mùa giải trong cảnh tranh tối tranh sáng giữa giai đoạn chuyển giao hai thế hệ của kiền kiền trắng. Nhưng dưới bàn tay tài hoa của nhà cầm quân người Italia, những sự kết hợp trở nên thật hài hòa, giúp Real đang dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga cũng như thể hiện được cái uy trong phòng truyền thống ở Champions League, mặc kệ việc họ không được đặt nhiều niềm tin khi tiến đến vòng knock out. Ancelotti vì vậy mà cũng cần được vinh danh như cái cách mà Thomas Tuchel đang được trọng vọng ở bên kia chiến tuyến. Người ta nói rất nhiều về Karim Benzema sau cú hat-trick bắn hạ Paris Saint-Germain. Song tài điều quân khiển tướng, thay người, xoay chuyển càn khôn của Ancelotti trong trận chiến đó cũng cực kỳ ấn tượng. Còn nhớ trong chương trình We Speak Football sau trận đấu đó, cả nhà báo Hà Quang Minh và bình luận viên Quang Tùng cũng đồng ý. Dù thầm lặng, nhưng công trạng của Ancelotti thậm chí còn lớn hơn cầu thủ đã lập hat-trick ở trên sân. Người trong cuộc, tiền vệ Casemiro thì nói nhẹ nhàng với AS như thế này: Ancelotti là một quý ông. Đối với tôi, điều tuyệt vời nhất ở ông ấy là tham vọng giành chiến thắng. Carlo luôn tìm kiếm cách để thắng. Và về mặt chiến thuật, hiếm có ai trên thế giới như ông ấy, một bậc thầy thật sự. Ngoài ra với cá nhân tôi, có một lợi thế là Carlo từng đá tiền vệ phòng ngự, nên tôi có thể liên tục hỏi ông ấy về các tình huống trong trận đấu. Thế nhưng, trước mặt Ancelotti, Casemiro hay các cầu thủ Real nói chung là một thử thách chẳng hề đơn giản. ESPN chỉ ra, Real Madrid chưa từng đánh bại Chelsea trong một giải đấu lớn nào. Một thống kê có thể là bất ngờ, thậm chí sốc đối với nhiều người, nhưng lại chính là sự thật. Cũng dễ hiểu khi Chelsea mới chỉ nổi lên từ những năm đầu thập kỷ 2000, nên họ chưa có nhiều dịp đối đầu với nhau. Nhưng sự thật là họ chạm trán nhau lần đầu tiên từ tận tháng 5 năm 1971 cơ, khi hòa 1-1 ở chung kết lượt đi UEFA European Cup Winner. Ở lượt về, Real thất bại 1-2 trước The Blue và đó cũng chính là danh hiệu châu Âu đầu tiên của đội bóng thành London. Lần chạm trán thứ hai thì là ở siêu cúp châu Âu vào tháng 8 năm 1998. Khi ấy, The Blue cũng giành chiến thắng tối thiểu 1-0 bằng một bàn thắng được ghi ở phút 83 do công của cựu cầu thủ người Uruguay Gustavo Poyet. Nghe quen quen đúng không? Ngày nay, Poyet đang là đương kim huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Hy Lạp. Và đến gần đây nhất mới là cặp trận ở bán kết Champions League mùa giải trước. Tức là đây mới là lần thứ hai trong lịch sử hai đội đối đầu nhau ở giải đấu danh giá nhất châu Âu. Bất ngờ quá phải không khi lại tồn tại một cặp đấu có tuổi đời còn non trẻ như thế giữa hai tên tuổi sừng sỏ của lục địa già. Vậy thì đã đến lúc viết tiếp những trang sử rồi. Mùa giải trước, quái vật tí hon N'Golo Kanté đã tỏa sáng rực rỡ trong cả hai lượt trận để làm một bàn đạp phi thường cho Chelsea giành chiến thắng. Lần này, khi vừa trở lại sau chấn thương và duy trì phong độ cũng tương đối ổn, Kanté có thể lặp lại thành tích của mình hay không? Các cầu thủ khác của The Blue vốn đa số có tuổi đời còn rất trẻ, qua một năm trưởng thành có thể cho thấy sự khác biệt lớn hay không? Hay là sự xuất sắc của Karim Benzema một lần nữa có thể bao trùm tất cả? Rồi những nhân tố trẻ bên phía Real như Camavinga chẳng hạn, liệu sẽ có cơ hội để đặt những dấu ấn của mình ở sân khấu lớn? Tất cả đang được chờ đợi phía trước, trong một cặp đấu chưa nhiều duyên nợ, nhưng cũng vì thế mà hứa hẹn đầy bất ngờ, chất chứa những biến số và đầy hấp dẫn.